Quý vị và các bạn thân mến, khối không khí lạnh vẫn đang tiếp tục dồn xuống phía Nam. Tuy nhiên, cường độ đang có xu hướng giảm dần nên mưa cũng giảm tại các khu vực tỉnh thành Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Các tỉnh thành Bắc Bộ mưa nhỏ chỉ còn xuất hiện ở diện rải rác một vài nơi về đêm và sáng, còn ban ngày phổ biến là tạnh giáo ít mưa. Đồng thời nhiệt độ cũng có xu hướng tăng nhẹ. Lưu ý đến khoảng ngày 14 và ngày 15 tháng 4, miền Bắc tiếp tục đón một đợt mưa dông mới trên diện rộng. Với khu vực Trung Bộ, sang đến ngày mai ngày 11 tháng 4 thì mưa sẽ bắt đầu giảm tại khu vực này, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Cũng đến khoảng ngày 14 cho đến ngày 16 tháng 4, các tỉnh thành Bắc và Trung Trung Bộ sẽ đón một đợt mưa dông mới trên diện rộng. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai ngày 11 tháng 4. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 26 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, về trưa và chiều giảm mây trời hửng nắng. Sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc là từ 25 đến 28 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, có sương mù rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ. Xuống đến thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, về trưa và chiều giảm mây trời hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc là từ 23 đến 26 độ, ở phía Nam là từ 25 đến 28 độ. Xuống đến thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 31 độ, ở phía Nam có nơi trên 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 35 độ. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi bởi những cơn mưa trái mùa. Riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 37 độ, có nơi nắng nóng trên 37 độ, như là các khu vực Tây Ninh, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.